À, xin chào chị ha, nay em xuất hoàng hoàng nhạn Thái, hàng trồng thuần từ Việt Nam. Này là đơn em lựa ra ngắt nước để xuất cho khách, tiện thể quay cho anh chị xem. Anh chị nào có nhu cầu lấy xỉu như là lẻ thì liên hệ với em ha. Em có giá rất là ưu đãi. Cây này là cây hoàng nhạn Thái ha, 4N, cây lưỡi hồng, cánh vàng lưỡi hồng, cây 4N của Thái thì sức sống sẽ tốt, bản lá đẹp và bông cái khuôn bông sẽ tròn dày bông hơn hàng hàng rừng một chút ha. Cây hiện tại là trồng thuần chỗ 14, cây thì so sánh bàn tay cây cỡ này đó. Thân thì nó thân cao tầm khoảng từ 10 cho tới 15 cm ha, như thân này là 10 cm đấy chị đó. Giá cực kỳ mềm ha. Rồi anh chị nào muốn sưu tầm hoàng nhạn Thái thì liên hệ nha. Cảm ơn các chị đã xem video ủng hộ.